sẽ có rất là nhiều người ngạc nhiên và lâu nay không có thấy Đàm Vĩnh Hưng với Jin Ibuka bày tỏ những cái hình ảnh hay là những cái sự quan hệ ở trên các trang cá nhân của nhau hay là bất kỳ một trang nào. Thì quý Ibuka từ rất rất lâu rồi, rồi mình là thích Jin Tuấn Kiệt, cái sự mà con trai và cái sự dễ thương và hiền lành của Jin đó. Rồi mình cũng nghe thông tin rất là nhiều, cuối cùng là cũng nhắn tin chọc chọc hai em qua lại, rồi đi quay hình cũng có nhắc tới Jin, rồi chọc Ibuka, cuối cùng là thành lập em đây, có mặt ở đây để thành lập hai em. Thì là người chủ động, nói Jin ơi, bây giờ tao muốn hát đám cưới hai đứa. Jin hỏi thiệt không, về đại ca thiệt không anh? Thiệt. Thế là nói phải Jin kết nối cho cái hướng làm tổ chức để sắp xếp một tiết mục và hướng chọn bài nào cho nó phù hợp với có cả người trẻ và người lớn nữa. Nghĩ đây là món quà kỷ niệm thật đặc biệt giữa anh em chúng tôi để lại với nhau, và để bày tỏ cái sự yêu mến dành cho hai em. Đó là cái tấm lòng của Hương ngày hôm nay ở đây. Hương cảm thấy rất hạnh phúc khi tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, vì bỏ lỡ cái buổi tiệc ở ngoài Cam Ranh rất là tiếc luôn, tiếc lắm lắm luôn á. Nên là lần này phải nhất định phải có mặt và phải làm cho mọi người vui, nhất là hai em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mùa đông sắp mang anh đang chờ, mùa đông hạnh phúc anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ôm hai mắt em là mùa tháng sau, khi anh đã quên cuộc đời yêu thương, dù cho em môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh yên tĩnh tờ, và dù lòng hát vui ta, ta quen biết nhau kể cả xuân, ta yêu nhau và yêu xa, và tình thu đến nay. Để mùa đông đặt nước đôi người, em ơi xin hãy thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây tiếp lên trăng thanh bình, bình không em nói có buồn sầu, nguyện cầu ta an bên.